Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 22 ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Trong chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung theo dõi sát sao tình hình thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch COVID-19, triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn Tết do không có phương tiện vận chuyển. Quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ ngành địa phương không sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp.